Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con chân thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán chân đẳng chánh biến chi và Ngài cư ngụ không thầy chỉ dạy. Bồ tâm sa ga na ga cha mi tham ma sa ga na ga cha mi cha tham sa ga na ga cha mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2023, tức là ngày mùng 29 mùng 12 tháng 5 năm 2020, năm Ất Mão, Quý Mão, con cùng nhau xin và tu tập Phật pháp với tâm chí thiện, chúng con cầu trời thiên nhiên thiện tận tu tập Phật gia hộ, chúng con tu tập được lời hết. Tam ma sa ba la ca lo yam bun ta, tam ma sa ba la ca lo yam bun dan ta, tam ma sa ba la ca lo yam bun dan ta. Và xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại bài kinh chương 1 số 9, kinh chánh tri kiến. Tôi xin nhận lại cho quý vị nghe tóm tắt những gì cần thiết, rồi sau đó nếu quý vị có câu hỏi đóng góp, còn nếu không thì mình đọc tiếp tục rồi cùng nhau tu tập. Tôi xin mời chị Xuân Nga. Dạ. Chị Xuân Nga lên tiếng. Chị Xuân Nga. Dạ, em bị bắn trật đó, tình trạng. Xin kính chào lần tiên trước cùng các bạn trong nhóm. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thảo luận về cái bài kinh chánh tri kiến. Thì qua bài kinh đó thì chúng ta đã học qua về cái sự giảng dạy của Ngài. Ngài xá lợi Phất cho các vị tỳ kheo về thiện và bất thiện, về thức ăn, về tứ diệu đế, và bắt đầu đi vào cái dòng cập nghị nhân duyên, bắt đầu từ già và chết. Thì chúng ta học về già và chết có nhân là sanh. Thì sanh thì có nhân là hữu, hữu có nhân duyên là thủ, thủ có duyên là ái, ái có duyên là thọ, thọ duyên là xúc. Thì rồi chúng ta học cái, chúng ta trao đổi cái phần xúc. Thì từ xúc đó thì chúng ta sẽ hôm nay có thể là mình sẽ đi hết cái bài kinh này. Dạ. Mời các bạn có ai đóng góp thêm về xúc, hoặc là có những câu hỏi nào về xúc thì chúng ta cũng có thể là trao đổi nhau theo cái kinh nghiệm hay là theo sự hiểu biết trong cái khả năng giới hạn của mình. Dạ. Thì cái phần xúc này rất là quan trọng. Dạ, sao chú. Xin mời quý vị nào có đóng góp để trao đổi thêm kinh nghiệm về cái phần xúc hôm thứ ba mình cùng nhau trao đổi. Thanh Hương tắt cái mic dùm, Thanh Hương. Yes, sir. Nếu không thì mời một chị nào đọc phần nhập. Mời chị nào đọc. Dạ, mời chị nào đọc nhập. Không có ai tình nguyện hết trơn hả? Mày đâu có đây, Thanh Sơn, Kim Phượng kìa. Vô đây đủ mà, vô đọc. Ai đọc không? Không đọc. Đọc đi. Dạ. Và con thành kính đảnh lễ và ngồi tầm bảo con chào với cô chú và cùng các chị trong râm. Con xin đọc, dạ chú là đọc chỗ phần nhập hả chú? Phần nhập, dạ.
Dạ, con xin đọc ạ. Lành thay hiền giả. Câu hỏi như sau: hiền giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là sáu nhập? Thế nào là tập khởi của sáu nhập? Thế nào là đoạn diệt của sáu nhập? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Chư hiền, có sáu nhập này: nhã nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu nhập, từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là chánh tri kiến cho đến chánh định. Chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu hạnh pháp này. Mình cảm ơn ở đây. Thì cái nhập này thì nó liên quan tới cái xuất. Kỳ rồi mình cũng cái thời gian cuối thì mình đọc về cái xuất á, thì trong cái xuất á nó cũng qua cái nhãn nhị thì thiệt thân ý. Thì khi mà cái xuất á nó qua nhãn nhị thì thiệt thân ý á, thì nó do có cái sáu căn, từ cái sáu căn nó mở ra, nó gọi là sáu nhập, thì nó mới nhập vào, tức là nó có cái sự thâu nhập vô từ qua cái sáu căn đó. Thì đây là, nếu mà nói về trong cái quả hiện tại, thì khi mà có cái sự sống này, khi có cái một cái hiện diện của một cái chúng sanh, thì đã có cái sáu nhập, bao giờ cũng có cái qua cái căn, tùy theo cái giống với loài nào. Thì ở đây thì mình nói tới loài người, trong cái loài người thì có đủ hết nhãn nhị thì thiệt thân ý. Thì khi mà có cái sáu cái căn đó, tức là luôn luôn có cái sáu nhập, bất cứ là lúc nào cũng có, nhưng mà cho dù là mình tác ý hay là không tác ý, thì trong cái sự mà tác ý á, nó cũng có cái tác ý để mà gây nghiệp, và cũng có những cái tác ý là không có gây nghiệp. Thí dụ như bây giờ đối với lại một cái người phàm phu mình, thì đương nhiên tác ý nào nó cũng gây nghiệp. Thì trong đó là mình được có sự lựa chọn, sự phân chia tốt xấu, có sự lựa chọn, có sự so sánh, luôn luôn có qua cái nhập. Thì đối với những bậc thánh thì những gì đó cũng có cái sáu nhập. Ví dụ như có cái sự, cũng có cái tác ý, ví dụ như vậy muốn đi tới thành, một cái thành, ví dụ như đi Đức Phật muốn đi tới Vesali, thì Ngài cũng phải có cái tác ý đến đó thì Ngài mới đi. Hoặc Ngài có cái sự quán xét coi có một cái gì nào buổi sáng, có cái gì nào có cái nhân duyên để Ngài độ, thì Ngài cũng có cái tác ý đi đến đó. Nhưng mà một cái tác ý đó là nó thuần chỉ là một cái do cái lòng từ, hoặc là thường do một cái tác ý thôi, nó không có cái sự mà gọi là bị cái ngã nó chen vô để mà nó dự phần vào cái thiện hay bất thiện hay cái bất động gì hết, tức là nó không có một cái bản ngã nó khởi lên để mà nó thấy rằng là ta làm hay là của tôi làm. Thì đối với lại những cái gì mà đã giải thoát á, thì cái mà sáu nhập đó là một cái ưu phiền, là cái thân duyên với thân mạng này. Tại vì con mắt mở ra là đều thấy, cho dù mà không có ánh sáng cũng thấy, nó thấy bóng tối. Hay là cái lỗ tai, mặc dù là không có tác ý nghe, nhưng mà cũng nghe được cái âm thanh của gió, của mưa, của gì vân vân. Nếu mà cái mắt, tai, lưỡi, thân
thần y nó đều là được mạnh khỏe, nó không có bị hư hại. Thì đối với lại những cái bậc mà đã tu chứng á, thì các vị đó, cái này là mình chỉ thuộc lòng rồi, mình chỉ thấy hiểu rồi, mình chỉ chia sẻ lại thôi, chứ cũng không có hiểu, không có biết rõ hết. Thì các chị đã nhìn thấy cái sáu nhật duyên với lại cái thân mạng này, là có cái thân mạng này là phải có cái sáu nhật và cái ưu phiền duy nhất đó, ngoài ra không còn về một cái ưu phiền nào hết. Vì vậy cho nên các những gì vậy các ngài thường ăn trụ trong cái gọi là cái không thánh á, cái không thánh á, thì cái mà ví dụ như cái uống các nước phải uống vô rồi phải đi tiểu ra, ăn vào thì cũng phải đi ra, lạnh cũng phải mặc áo vô cho nó ấm, rồi nóng cũng phải cởi áo ra, phải quạt, dơ cũng phải tắm rửa. Đó là những cái gì mà nó liên quan tới cái thân này, hoặc là với một cái pháp mà nó khởi lên ở trong cái ý, như những cái gì đó, ví dụ như gì đó nhập thiền thì gì đó cũng có những cái cũng nhập vào, ví dụ như từ sơ thiền cho tới tứ thiền thì nó cũng có cái sắc pháp, hoặc tới cho tới cái vô sắc, vô cái thiền vô sắc, mấy gì đó cũng có cái đối tượng, và cái đối tượng đó là pháp đối với ý. Cho nên cái, nhưng mà mấy gì đó không có bị chấp thủ vào, thì các ngài biết rằng cái đó nó chỉ là một cái sự tương phản khi mà có cái thân, có cái thân này, có cái căn này. Thì đối với những người tu của mình thì thấy rằng có cái nhập này là do có từ cái nhân của nó, là do có cái danh sách, tức là có cái thân và có cái tâm. Có cái thân và có tâm là nó có những cái đối tượng của cái thân và những cái đối tượng của tâm. Nó là một cái sự tiếp xúc, nó liên quan tới cái xúc ở trên, cái xúc và nhãn và nhị thiệt thân ý. Thì ở đây xin chia sẻ như vậy để cho thấy rằng là có nhiều vị nhìn thấy cái ưu phiền hay là một cái giống như là có cái thân bụi quẩn này, thì nó có cái như là cục bún, như mũi tên, như là cái bình quạng, một nhọt gì đó vân vân. Thì những gì đó thấy cái bụi quẩn này nó như vậy, nó cũng phiền như vậy đó, nên mấy vị đó không có chấp thủ vào, không có coi cái này là ta, là của ta, mà mấy vị đó cũng không có chán ghét, mấy vị đi quán xét như vậy để không có bị chấp thủ vào đó. Và khi không chấp thủ đó, những cái gì mà nó nhập vào từ con mắt mà thấy cái xác, cái gì đó không bị tham đắm, mà cũng không có chống đối, cái gì vừa nghe do của vậy cũng không tham đắm gì chống đối. Vì mấy vị đó biết rằng đó là một cái sự tương phản của cái căn này, hay là cái ý cũng vậy. Đã đối với mấy gì đó thì cái thức mấy gì đó không có tản mạn theo ngoài trần, mà cái bên trong cái ý thì không có chấp thuận vào cái nội trần. Ở trần để ý nói là những cái pháp an lạc của thiền định, những cái thành tựu gì đó ở trong của tâm, mấy gì đó cũng không chấp thủ, không coi cái đó là của mình, hay là mình đạt được, hay là của mình có được. Thì đó là cái điều mà tu tập ở trong cái thập nhị nhân duyên này. Thì ở đây cái xuất và cái nhập với lại cái danh sắc á, nó dính liền với nhau, nó dính liền với nhau. Tại vì khi có danh sắc thì có cái nhập, mà có cái nhập thì có cái xuất. Thì ở đây là những cái gì mà nó hiện hữu, và những gì hiện hữu thì mấy chị đã biết là có hiện hữu, những cái gì không hiện hữu thì biết là không hiện hữu. Thì khi mà thấy được cái sự xúc chạm đó, cái sự tập khởi của xúc là nó do nhập, mà do cái tập khởi của nhập là do danh sắc, thì mấy chị đó đoạn diệt cái danh sắc, thấy ra được cái danh sắc. Là những gì tu mà về mình sát tuệ, thấy được cái danh sắc tập khởi, thì mấy vị đó không có duy trì cái danh sắc để cho nó có hiện hữu ở tương lai, thì cái sự tu tập là nó nằm đó. Còn nếu mà
nhiều gì nói là cái này nó thuộc về hiện tại, không thể bỏ được, nó đã có rồi thì không có thể mà diệt được, nhưng không phải là diệt ở cái bịt mắt, mà bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng lại, không phải gì vậy, hoặc là giết cho chết cái thần này, nó không phải, mà là diệt để cho những cái ý mà nó sanh khởi lên để nó duy trì cái danh sắc đó, nó không có tiếp tục nữa. Và cái sự tụ tập con đường của giới định tuệ sẽ đưa tới cái đoạn diệt này. Thì đây là cái những cái sự hiểu biết của Xuân Nga về cái phần này, xin chia sẻ đến cho các bạn. Thì mong các bạn đóng góp thêm với bà anh Thịnh Đức. Dạ. Dạ, sư tổ xin mời quý vị. Quý vị nên lên tiếng coi, quý vị nói. Cái phần này quý vị cũng được chia sẻ nhiều lần, quý vị cũng được nghe các vị tôn túc, những nhóm tu học khác, quý vị nói lên cái kinh nghiệm mình hiểu biết về cái nhập này như thế nào, nhất là những người đã từng biết qua vi diệu pháp đó. Xin mời quý vị đừng có ngần ngại cái việc nói sai đúng, cái việc nói lên. Tôi có gửi cái hình, mời quý vị mở cái hình đó lên. Quý vị lên tiếng, quý vị nào mở rồi lên tiếng đặng tôi theo cái hình đó tôi nói. Mở bích lên. Không có vị nào mở cái hình đó lên hả? Có không quý vị? Dạ thấy. Thì nếu để tôi cố gắng trình bày qua cái sự kinh nghiệm mà tôi cũng đã từng chia sẻ quý vị nhiều lần, như hôm nay cũng lặp lại và thêm những cái chi tiết mới, hầu giúp được quý vị thấy được cái ý của tôi trình bày quý vị. Thì theo cái văn tự á, quý vị nhớ là cái phần xúc á, thì cũng có nói liên hệ về cái các căn và các trần, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc. Thì cái phần này nó có liên hệ với cảnh và các căn. Thì phần nhập á, nhập tức là nó một cặp rồi, mà làm sao nhập? Nhập thì phải có xúc. Thì theo tôi á, trình bày á, theo tôi hiểu, thì khi nói lục nhập á, là nói một trong cặp mắt với sắc, tai với âm thanh, vân vân, và năm cái ngũ song thức trước, rồi sau đó mới là ý. Thì nói lục nhập á, thì tôi có cái câu hỏi trước để quý vị theo dõi rõ cái lời tôi trình bày. Thì cái câu hỏi như thế này, nếu tôi hỏi lục nhập, thì nói lục nhập thì quý vị nghĩ rằng có cái tâm không? Mời quý vị mở mic lên nói, có hay không? Một người nói có, hay những người khác như sao? Mấy chị khác theo mấy chị không cần ra đúng sai đó. Tôi chỉ hỏi có đồng ý hay không, rồi sau đó tôi mới giải thích. Thì nó lục nhập, thì nhập thì có xúc, nó mới thành hai cái. Thì theo tôi nghĩ chỉ lục nhập đây nói là một cái một trong những cái thức đó đã có xuất hiện. Thì nó con mắt thì mình nhìn thấy cái cảnh ra, thì đây là cái biết của con mắt. Thì lục nhập á là cái biết của con mắt đã có một cái tâm. Mà nhưng trong cái 12 nhân duyên á, quý vị nhìn thấy lục nhập rồi nói xúc thọ. Thì khi nói xúc thọ nữa đó, là đây là nói trường hợp. Cái sau khi con mắt thấy và
đưa vào cái lộ ý thức giới. À, vì có cái cảm thọ, vị này có cái tâm hành, thì cái tâm hành này đó, nếu là một bậc thánh như chị Thiên Nga nãy trình bày đó, à, thì vị đó là một cái hành động nhưng mà không có chạy theo cái tham ái. Thì quý vị thấy thọ diệt trong cái bản sơ đồ, cái dòng ngoài hết thảy đó, thọ diệt, ái diệt là con đường thoát ra khỏi vòng luân hồi. Thì một cái tâm nào xuất hiện đối với một bậc thánh giải thoát A-la-hán thì các ngài nhìn thấy đó, hành động của các ngài không có ái là tại đã thọ diệt rồi. À, chỉ vì sáu nhập viên mãn với thân này cho nên phải có cái sự sống như vậy. Thì theo tôi nghĩ lục nhập là có ý nói là cái tâm đã xuất hiện, à, là cái tâm đã có xuất hiện. Thì cái lục nhập này nó duyên bởi danh sách. À, thì ở đây mình biết trong cái phần lục nhập á, để mình thấy rằng mình phải hiểu cái lục nhập. À, thì từ cái tập khởi của danh sắc, à, có tập khởi của sáu nhập, thì cái tâm của con mắt, quý vị nhìn thấy cảnh, quý vị thích hay không thích, thì đó là từ cái tập khởi, à, của cái danh sắc, tức là quý vị thích hay không thích cái cảnh đó, cho nên thấy quý vị nhận thấy được. Đó là trường hợp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Còn cái ý, ý nhập á, là cái cảnh cũ quý vị không có thấy bằng cái hiện tượng hiện tại, nhưng mà quý vị chực nhớ lại, thì cái ý tiếp xúc lại cái cảnh, cái cảnh pháp của sắc, quý vị nhớ lại. À, thì khi nhớ lại thì nó có một cái tâm hành, tức là xúc và thọ cũng tiếp tục như vậy, nhưng bậc giải thoát thì thấy biết được là không còn cái ái. Còn mình á, thì quý vị đi đâu, nhất là quý vị mới về Việt Nam hay đi du lịch, trên con đường máy bay đi về, quý vị cũng mơ màng nhớ lại. Hoặc là tôi còn trẻ, tôi nhớ tôi đi coi xem cine đó, mỗi lần xem cine về làm cho nó buồn, nó làm sao nhớ cái cảnh trong cái những cái phim đó, đó. À, những cái ảnh hình ảnh đó, thì mình đang bị cái quá khứ nó lôi cuốn. Thì chính đó là cái nhập rồi đưa xúc thọ, thì cái điều đó là cái những người phàm phu của mình. Thì chính cái lục nhập này tôi trình bày quý vị là tức là có một cái tâm của con mắt của nhãn nhĩ tỷ thiệt, còn đối với ý đó là cái cảnh hiện tại không có mà mình chỉ nhớ lại. Thì muốn chấm dứt cái sự luân hồi mình tu tập á, thì những cái pháp thiện á, mình nhìn thấy mình tăng trưởng, mình có sự tư duy để lần lượt mình gạt bỏ những cái pháp bất thiện, là tại vì đầu tiên là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là mình phải phân biệt được cái thiện pháp và bất thiện pháp, có điều nên làm hay không nên làm, nhất là mình không làm khổ người, không khổ mình hay khổ cả hai. Rồi lần lượt khi mình thấy được như vậy và nó có cái quả ngay trong đời sống của mình đó, là thấy được an vui hạnh phúc, hiện tại lạc trú, nó có một cái đời sống an vui như vậy. Nhưng mà khi mình tiến lên một bước nữa, những điều mình làm mình mong muốn có an vui hạnh phúc kiếp này kiếp trước á, thì bây giờ mình phải biết được cái đó cũng còn là cái nguy hiểm. Thì bỏ qua cái phần năm dục chứng dưỡng, mình tu tập thiền và lần lượt mình thấy những cái điều vi tế, thì đối lần lượt nếu mình tiến gần đến đạo và quả đó, thì đi theo đạo như quả thì hướng về đạo bậc giải thoát. Thì cái lục nhập á, tôi trình bày nó như vậy, thì tôi chỉ đưa lên cái phần rõ trình bày quý vị á,
khi nó lục nhập là đã có cái xúc, có thọ, nhưng mà chưa có nói tới cái tâm hành. Nó chỉ là cái do cái ba phiền não lưng, hai cái nghiệp lưng. Ba phiền não lưng là vô minh, ái, tủ. Còn cái nghiệp á, là cái hành. Hành đó là hữu. Hành là do mình tạo nghiệp vừa qua. Và nó đi theo cái mình còn sống á, đi theo cái nghiệp lực. Tức là mỗi lần con mắt hay nhãn nhĩ tiệt mình thấy, tức là thức duyên danh sắc. Đó, những cái năm cây nhân quá khứ á, nó tạo thành một cái quả hiện tại. Và cái quả hiện tại này nó được thể hiện qua cái lục nhập. Đó, thì tôi trình bày cái lục nhập như vậy, không hiểu quý vị nghĩ như thế nào, quý vị có thấy cái gì khác không, hay là cái gì nó không được rõ. Xin mời quý vị lên tiếng. Mời quý vị lên tiếng. Quý vị không nói đồng ý hay không đồng ý, hay là chú có... chú nói rõ rồi thì chứ. Mấy chị khác thì sao? Rõ rồi, rồi mời chị sẽ nghe có ý kiến thêm về cái phần lục nhập đó, để mình đây là một cái điều kiện lâu lâu thì thật ra cái điều nhân duyên đó mình biết là khó lắm, không phải đơn giản dễ đâu. Thường thường mình nghe nó tôi cũng hiểu rồi đó, mà học cái sao căn sẽ chờ tôi hiểu, hiểu tâm, hiểu này kia, nhưng mà sự thật đi vào từ từ á, quý vị sẽ thấy. Tại vì tôi không nói tôi tự tin, nhưng mà tôi dành tất cả thời giờ ngoài ra là việc tu tập với thiền định với đọc kinh sách rất nhiều, cho nên tôi thấy những cái tài liệu á mà tôi nhìn thấy á, nhiều khi tôi trình bày quý vị đó cũng rất là khó trình bày, là tại vì không hiểu làm sao để giải thích. Đó, thì cho nên mình sẽ có dịp lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó, thì nhất là cái 12 nhân duyên này để quý vị nhìn thấy một cách rõ ràng, mà cái bài pháp nhân duyên của ngài Salvador Mogoc á rất là cái là nhiều người rất là biết tới. Và nếu quý vị nhìn thấy rõ như vậy và quý vị đã học quý vị pháp á, thì quý vị thấy được ngay trong cái đời sống hiện tại quý vị, nếu quý vị tác ý nha, chánh niệm định giác mà có cái phần thấy rõ ràng một chút, thì quý vị thấy thể hiện ngay trong cuộc sống của mình từng cái bước đi, từng cái chánh niệm tỉnh giác, quý vị nhìn thấy càng chi tiết á, thì thấy càng chỗ hở của mình. Tại sao mình luân hồi là ngay chỗ đó, chỗ hở rất là nhiều. Cố gắng chánh niệm nhiều chừng nào thì thấy chỗ hở nhiều chừng nào, chừng nấy. Mà nếu mình không có cố chánh niệm tỉnh giác thì mình không thấy có chỗ hở. Nói sự thật như vậy. Đó, thì tôi nói như vậy để quý vị đóng góp thêm ý kiến. Xin mời chị xin nghe, chị xin nghe. Dạ, sao thú khi em nghe. Thì ở mấy cái pháp này thì chị, anh là cái người mà có thời gian ngồi nghiên cứu rồi tu tập, mà anh còn khó trình bày, khó nói ra. Yeah. Không biết nói ra người ta hiểu hay không. Thì như em thì làm sao mà nói ra được. Thì em chỉ nói được những cái gì mà em hiểu vậy thôi. Tại vì trong cái thập nhất duyên là nói về tới cái dòng luân hồi. Thành ra khi mà em nói về cái nhập, sáu nhập mà của những cái gì mà giải thoát, thì đây nó có cái sự khác biệt thì thôi. Chứ còn với mình thì đúng như anh nói, tại vì trong cái sáu nhập nó đều do cái tâm, nó hướng tâm về, thì nó mới đi vào trong cái ý. Chứ còn nếu mà không có hướng tâm thì nó không có vào trong cái ý được. Thì mặc dù thí dụ như những cái mình không hướng tâm thì nó ở trong cái tòa xã.
thì nó không đi vào trong cái thánh môn, dạ. Nó không có vào trong cái thánh môn để mình đưa vào cái đồ ý được. Thì ở đây cái nhập nó luôn luôn là đối với một cái phàm phu thì luôn luôn nó có đi vào thánh môn. Nhưng mà khi á mà nó vào ý thánh môn á thì chỗ này là mình cũng có thể tu tập được. Tại vì khi mình nhìn á mà nó trong cái được cái trạng thái gọi là không có tác ý vào á thì nó không có ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng gì vô trong cái ý hết. Rồi bao giờ mình có cái quan tâm tới thì nó mới đi được, lưu ý nó mới làm việc thì nó mới tạo ra cái cảnh thọ mà mình thích thì là mình thích, thì nó cũng nhanh. Tại vì nó cùng sinh, hầu như nó cùng sanh cùng diệt, thành ra khó mà nhận ra. Cho tới khi mà mình thấy được cái mình thích thì không thích á, thì cái đó là cũng là một cái trình độ mà gọi là nó cũng tiến bộ, mình mới thấy ra được. Nó còn nó cùng một cái cũng khó mà nhận ra, thì theo em thì thấy như vậy. Như từ sáng tới tối, ví dụ như em ra ngoài vườn em tưới cây hay là trồng rau thì em tưới, em biết em tưới vậy thôi. Và nhìn thấy có sâu, bắt sâu hay là có nó hư chỗ nào bỏ chỗ đó, thì nó cũng chẳng có một cái gì thích hay không thích hết đó. Nó cũng bình thường, cũng chẳng có gì. Nhưng mà có nhiều lúc đó, thì dụ như một cơn mưa xuống, mưa dầm xuống hoặc nắng hạ xuống nó hư, hay là ai đi ngang đạp gãy thì mình có thấy khởi cái tập, thì lúc đó thì mình có nhận ra được là mình có cái ưu hay cái hỷ không. Thì lúc mình thấy cái ưu cái hỷ không thì mình quán nó lại vô thường, nó hư thì sẽ kệ nó chứ biết làm sao, học cái chữ kệ cho rồi xong rồi thì lại cũng ỉa cũng xong. Đó là cái từng tu tập bình thường của em là như vậy thôi, trình độ em thì cái trình độ thôi. Sa thú thì nó đúng sự thật như vậy, thì tại vì khi mình ngày sống trong thực tế hàng ngày của mình, việc làm kêu bằng hàng ngày của mình đó, việc cái thực hiện ngay trong đời sống mình hàng ngày lặp đi lặp lại nhiều lần đó, và nếu mình để ý chánh niệm tỉnh giác cùng với cái sự tu tập mình có cái áp dụng những cái điều hiểu biết từ cái lời Đức Phật dạy, thì tôi cũng nói cái gì cho thêm là phương pháp tu tập á, thì tôi đọc rất là nhiều, nhưng mà bao giờ tôi dùng những luận hay là những điều giảng dạy của Chư Tăng Tông Túc, thì tôi trở lại kinh điển và nhìn thấy rõ những lời kinh điển nói đúng như vậy, và tôi thực hành. Thì như chị Nga nói hồi nãy vụ tiếng Đức á, thì sự thật ra cái nhập á, tôi thực tập á, là quý vị cũng biết tôi ngày nào tôi cũng đi bộ á, 1 tiếng 70 phút, ít nhất là 1 tiếng. Thì để tôi trình bày lý do tại sao như chị Nga tưới nước rồi thấy, tưới nước thấy sâu rồi thấy bông rồi vậy. Thì tôi đi kinh hành á, đi bộ á, từng bước chân một bước liên tục, nhìn thấy chân trái chân phải, thì nhìn chân trái chân phải chân nào đụng đất chạm thì hết chân này chân kia, thì cái pháp nó thay đổi từ chân trái chân phải. Quý vị nhìn như vậy, quý vị đi liên tục thì làm sao quý vị có cái tâm gì suy nghĩ nữa, không có cái gì tâm suy nghĩ hết, thì không có cái gì là xúc thọ ái thủ hữu gì hết. Phải không quý vị? Bây giờ mở cái mic lên quý vị trả lời. Quý vị chưa làm. Phải hả? Dạ đúng vậy. Đúng như vậy. Đó, quý vị chị tiếng nước chị nhìn thấy như vậy. Nhưng cái đó, nó không có thể liên tục ngay trong cái đời sống của mình. Chỉ khi nào mình để ý. Nhưng mà khi quý vị giao du, giao tế, nói chuyện, đi mua đồ, tiếp xúc với tất cả hoàn cảnh bên ngoài, thì nó không phải như vậy. Nó có cái
xúc thọ, chạy theo cái thọ của mình đó, thì mình có bao giờ cũng có cái sự đo lường, tức là dính mắc vô cái tham ái chấp thủ á. Mua đồ thì cũng muốn nghĩ là mua cho nó tốt và mua rẻ, hay là chỗ này chỗ kia, hay đồ thì đẹp xấu, đi chơi thì thích này chỗ kia, có người thích này kia, bao giờ cũng có cái đó hết. Thì nãy tôi có nói với quý vị càng để ý chừng nào thì quý vị thấy có chỗ hở nhiều chừng nãy là lý do đó. Nó hở rất là nhiều. Nhưng khi mình biết được, rồi chị Sinh Nga đã trình bày đó, mình sẽ thấy đó là tại vì cái vận hành lỗi thức giới đó, nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ mình thấy một cái cảnh, một cái đối tượng mà mình sai đắm, mình thích, là cái tâm hành nó đang chạy theo cái cảnh đó. Mà cái tâm hành nó chạy theo cái cảnh đó rồi á, nó vô trong lỗi thức á, tức là căn trần, xúc thọ tưởng tư ái tầm tứ. Tôi thường nói quý vị là 10 cái chú thứ đó nó xây dòng như vậy, thì khi mà nó căng trần á, quý vị thấy con mắt thì bắt đầu nó chuyển vô trong cái lỗ ý thức giới á, tưởng tư ái, nó liên hệ đến cái mùi hương, nó liên cái âm thanh, liên hệ tới các cả xúc, rất là tất cả những căn hay là sắc pháp á, nó đi vòng vòng như vậy, nó cuồn cuộn như vậy, tới khi mình thấy đó là mình biết đang tham, đang dính mắc, đang sân. Thì cái đó là mình biết được là nhờ mình tu tập từ thiện pháp hay bất thiện pháp. Còn khi mình thực hành thường xuyên như vậy đó, thì mình chặn đứng lại nhanh hơn. Chặn đứng lại nhanh hơn, thay vì nó cuồn cuộn 2-3 phút. Bây giờ mình biết được mình muốn cái tai mình muốn rờ, là mình biết mình đang chín mắt, thì mình dừng lại. Thì khi mình thường tập, thường thục những cái pháp như vậy, thường xuyên như vậy, tới cái này, tới cái kia, cứ việc mình thực hành như vậy, thì những cái điều gì mình thực hành được tốt hay xấu, nó đều trở lại vô minh chuyên hành và thức. Thì mình thấy nếu nó dính mắc mà mình không khéo dính mắc nữa, thì cái thức trở lại càng khó, càng dính mắc hơn. Bây giờ mình gột sạch thì cái thức nó trở lại đó, nó dễ. Thay vì cái pháp bất thiện này mình giằng co nó 10 phút, 15 phút, bây giờ mình tập thường xuyên thì tới lúc đó đó mình không phải giằng co nữa, mình biết nhìn thấy đó là mình dừng lại. Nó một cách rõ ràng như vậy. Chỉ có cái là mình không để ý thực hiện từ từ. Khi mà quý vị nhìn thấy cái tiến trình tâm như vậy rồi đó, với 12 nhân duyên này rồi, quý vị thấy tôi không hiểu quý vị sao. Mình thấy rất là mình nhàm chán. Là nhàm chán là bởi vì cái bài luận về mà không thích thú với tất cả cảm thọ là ngay chỗ đó. Thì sự thật cái cảm thọ mình có 5 cái cảm thọ, về thân thì 2 là kỳ khổ, tâm thì hỷ, ưu và xả. Thì 5 cái cảm thọ đó là chính, 5 cảm thọ là chủ. Mỗi lần lục nhập 5 cảm thọ đó, mình biết là mình cắt đứt dừng lại. Còn mà nếu không cắt đứt lần lại, tức là vô trở thành là 18 ý cận hành. 18 ý cận hành đó, thì mình biết, mình ráng nhìn thấy đây là thiện hay bất thiện. Nó có từng mức độ đó vậy thôi. Thôi thì bây giờ mình tạm đủ cho cái phần lục nhập đó, liên hệ về cái xúc tọa. Nếu quý vị nào đóng góp thêm thì đóng góp, còn không thì mình sẽ đi tới cái phần danh sách. Tôi đọc tiếp phần danh sách. Lần thay hiền giả như trên, này hiền giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con được đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy thánh đệ tử có chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và thành tựu diệt pháp này.
Chư hiền, thế nào là danh sách, thế nào là tập thể của danh sách, thế nào là đoạn diệt của danh sách, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sách? Họ tưởng tư xúc tất ý, chư hiền như vậy gọi là danh. Bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, chư hiền như vậy gọi là sắc. Như vậy đây là danh và đây là sắc, chư hiền như vậy gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sắc như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Dạ, con đã hết thằng danh sách. Phương, Phương đọc luôn thức đi, tại vì cái danh sách nó liên quan đến thức đó. Đọc. Dạ, con xin đọc bằng thức là lành thay hiền giả như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thức, thế nào là tập thể của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Chư hiền, có 6 loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập khởi của các thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt như đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Dạ, dạ, con đã đọc xong rồi. Dạ, cảm ơn. Thì ở đây cái nhân duyên mà tạo ra cái có được cái đột nhập chính là có cái danh sắc. Cái danh sắc ở trong này thì Đức Thế Tôn là ngài Xá Lợi Phất định nghĩa, chúng ta thấy cái danh là như thế nào. Danh đó bao gồm trong là thọ tưởng tưởng sự tác ý, thì nó cũng tương đương với lại thọ tưởng hành thức đó. Thì ở trong này không có thức nhưng mà nó gọi là thọ tưởng tư xúc tác ý. Thì khi mà cái tâm á, nó được thịnh hành á, thì nó bao gồm ở trong những cái tâm sở, hay là những cái thọ tưởng tư xúc tác ý này à, đó là cái chánh trong cái tâm mà trong cái tâm này thì có những cái tâm sở nó liên hệ tới. Thì cái đó là cái danh, còn cái sắc á thì nó là do cái tứ đại hợp thành, và những cái sắc mà nó tạo ra cái tứ đại, thì trong cái những cái sắc vụ mà tạo tứ đại thì nó có hợp rồi thì cũng có 28 sắc thì tạo ra nó phù hợp vào trong đó có đất nước gió lửa và những cái sắc mà nó hỗ trợ. Thì ở đây cái danh sắc ở đây á, là nói tới cái sự hình thành của một cái bào thai. Ở trong cái bào thai khi được hình thành cái danh sắc á, là nó hình thành ở trong cái bào thai, thì tùy theo những cái chủng loại nào, thì có những cái chủng loại chư thiên thì cái sự hình thành của danh sắc á nó khác. Còn cái chủng loại của nước hay là của trứng hay là nó quá xanh đó, thì nó khác. Thì ở đây thì
tập trung nói về thì sự nạn của cái con người thì là những cái chúng sanh trong cái thai bào. Thì khi mà cái thai bào được hình thành á, thì nó từ một cái chấm nhỏ mà nó do có cái nghiệp lực, là do cái nghiệp lực của quá khứ là cái thức, thì nó tạo ra từ cái tinh cha với nước mẹ để tạo ra được cái này. Vậy nó bắt đầu nó phát triển ra cái sáu căn. Vậy từ cái sáu căn đó là nó cho hợp tổng hợp của cái sắc, nó tạo ra và cái danh. Lần lần nó phát triển lên từ cái thức đó, nó phát triển lên thành cái danh. Thì cái nhân của nhân duyên của cái có được cái danh sắc này là do từ cái sự thu nhập của cái thức nó qua cái nhãn nhiệt thì thân ý, thì nó lại đi vòng lại ở trong nó có những cái gì thì giải thích cho nó dễ là cái thức này là cái thức tái sanh. Cái thức tái sanh nó nói từ cái quá khứ và cái hiện tại, từ cái thức đó là có cái thức và đó cái thức liên kết đó, nó là cái sự mà tổng hợp lại của những cái nghiệp, những cái hành mà làm để cho nó tạo ra một cái dòng nghiệp để mà đi tiếp tục thì tái sanh ở một cái cảnh giới nó phù hợp với lại những cái duyên nghiệp mà đã tạo ra. Thì ở trong cái thức ở đây thì trong định nghĩa, trong tập nhãn duyên thì cái thức này là nhãn nghĩa thì thân ý thức, nó được bao gồm ở trong đó là những cái nhân của cái thức mà của quá khứ đó, nó đã được tụ hợp lại, nó đã được lưu giữ lại ở trong cái gọi là cái tam hậu khiếp đó. Để cho nó phát triển ra, nó đúng theo giống như là cái những cái nó phù hợp theo như là cái nghiệp hành mà đã tạo ra. Thì cái trong cái danh sách đó, khi mà vừa tạo ở khi mà ra cái danh sách đó thì một có nhiệm gì mà quán chiếu trong cái sự khổ ở trong cái danh sách đó thì có những gì nhằm chán cái sự sanh đi đó. Thì những cái này á, thường là những cái gì mà có thiền á, họ mới phán xét là sâu được, chu đáo được ở trong cái này. Bởi vì nó rất là khó, vì nó phán xét trong cái thực tại của cái cuộc sống này và những cái rất là y tế. Thì ở đây cái danh sách thì mình chỉ được học, được nghe giảng như vậy thì mọi chị sẽ giảng cho mình nghe mọi cách để mình có sự chấp nhận, cũng giống như mình có sự hiểu biết về cái sự tái sanh ở trong cái thai bào. Thì từ cái sự mà phát triển của cái danh sách như vậy đó thì nó mới sanh ra, khi mà ra khỏi cái bào thai thì nó mới bắt đầu có cái nhập. Tại vì trong bào thai thì nó chưa có được trọn vẹn hình thành, thì cái đó là cái thời gian phát triển thôi, phát triển của cái danh vật, cái sắc này, và nó nương vào cái thức của quá khứ, những cái mà đã được lưu trữ ở trong cái tâm hồn kiếp để mà nó phát triển ra. Thì ở đây cái danh sắc và cái thức đó thì sư ngài chia sẻ như vậy thì anh Tịnh Đức có thể bổ túc thêm đó là này. Chào tú, mời quý vị đóng góp, quý vị có câu hỏi, quý vị nói trước coi. Rồi thì quý vị không có lên tiếng, quý vị lắng nghe cũng được. Thì phần này nó cũng khó. Phần danh sắc thì theo văn tự bản kinh đó, thì thông thường đó, thì danh sắc tức là danh thân và sắc thân. Sắc thì mình biết là thuộc về sắc pháp, tứ đại là chính, sau đó có những 24 sắc y sinh, nhưng mà chúng sinh mình thường thường nó 28 nhưng chỉ thật có 27, loại một nam một nữ,
mà ngày hôm nay cũng có đội bán nam bán nữ thành 28. Thì còn danh á, thông thường thì nói là thọ tưởng hành và thức, nhưng ở đây á, tại vì nói về nhân duyên cho nên nói thọ tưởng tư xúc tác ý. Tư xúc tác ý này á, nói là những cái tâm sở. Bởi vì biết là tâm sở có 52 tâm sở, thì trừ thọ tưởng và những cái tâm khác nó thuộc về hành, thì tư xúc tác ý là thuộc về hành ứng. Còn không nói thức á, lý do đây là nói nhân duyên, nhưng mà mặc dầu nói thọ tưởng hành ứng nhưng mà cũng nói là thức, là tại vì thức nương trú vào thọ tưởng và hành ứng. Quý vị học nhớ ngũ ứng á, thức á, khi mà có thọ thì thức cũng an trú vào thọ. Nói sắc trước, sắc á, thì khi mà mình chấp thủ vào cái sắc á, thì thức cũng an trú vào sắc. Rồi thọ cũng an trú, tưởng cũng an trú, hành cũng an trú. Thì thức á, nó có chỗ nào dính mắc là an trú. Thành thử danh sắc ở đây không nói thức là tại thức duyên danh sắc. Cái thức này á, nó duyên vô ba cái thọ tưởng hành. Thì cái thức này đó là ý nói phân tách như vậy trong phần nhân duyên á, là tại vì là thức cái tâm hữu phần và cái tâm nghiệp, nó duyên cho cái danh sắc đó, là ý nghĩa là như vậy. Cho nên quý vị nhìn cái bản pháp nhân duyên của ngài Môn Gốc á, thì quý vị sẽ thấy trong cái phần thức duyên danh sắc á, đó, thì quý vị thấy từ thức duyên danh sắc lục nhập xúc tọ, thì như chị Sinh Nga trình bày lúc trước mới bắt đầu buổi học nay á, thì nó dính chùm như nào nó là như vậy. Thì quý vị theo tôi nhìn á, thì cái phần này đó, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nó được thể hiện qua bằng một cái tâm mình biết. Đây là dòng nghiệp cũ do cái quả, năm quả lưng hiện tại ngay ăn mình sống. Quý vị đứng ngồi, quý vị nhìn một cảnh, quý vị nhớ một cảnh, thì là thức danh sắc lục nhập xúc thọ nó thể hiện ngay hiện tại đó. Một cái sắc, một cái những cái sắc na tâm nó xuất hiện lên là ngay chỗ đó, nó thừa nhận cái nghiệp cũ. Quý vị nhìn bông hoa, thích hay không thích, nghe một âm thanh thích hay không thích, nghe một lời nói thích không thích, đây là một cái trạng thái thức danh sắc lục nhập xúc thọ ngay chỗ đó. Còn ái thủ hữu vô minh và hành đó là cái lộ ý thức giới, nó khi nhận cái cảnh, và ái thủ hữu là ý thức giới bảy đầu tóc tâm nó đang vận hành, thì nó vận hành đó, nó vận hành một cách liên tục, nó trong cái phần mà lộ ý thức giới á, nó cuồn cuộn, nó quay hoài. Chẳng hạn như nãy tôi trình bày, quý vị thấy một cảnh quý vị thích, thấy cái cảnh mà con mắt, thì nó quay cuồng trong cái cảnh của con mắt đó một vòng bảy cái sắc nhãn na tâm, rồi nó vô trở lại rung động, dừng lại, dứt dòng và kháng ý môn nha, kháng ý môn chứ không phải là lỗi môn. Nó vô thấy cảnh, nó bắt đầu nó chuyển qua cái, có thể chuyển âm thanh, có thể chuyển ra mùi vị, có thể chuyển ra xúc, thì năm cái cảnh đó nó chung vòng vòng cái là cái sắc pháp á, nó khiến cho mình quay vòng ở chỗ ái thủ hữu hoài tới 5-10 phút, tới chừng nào hay tỉnh đó, mình thực tỉnh là mình mới biết là tham sân si ở chỗ đó, thì bắt đầu mình trở lại một nhận một cái cảnh mới đó. Thì như vậy khi mình biết tham sân si đó, mình muốn cắt đứt đó là nhờ có niệm, mình biết mình tham là niệm, bắt đầu một cái người niệm Phật thì niệm Phật, cái người nhìn hơi thở là nhìn hơi thở, là bắt cái cảnh mới, thì thức duyên danh sách lục nhập á, nó nhận một cái cảnh mới. Thì quý vị nhìn trong cái bản này, và quý vị nhìn trong cái tiến trình của lộ tâm và lộ ý á, quý vị phân tích và quý vị sẽ thấy rõ ràng cái thức nó đang di chuyển như thế nào đó. Thì tôi cắt cho nó ngắn lại á, là cái thức duyên danh sách là ngay chỗ đó, tức là khi một cái hành động lộ ý thức
vừa phát sanh ra, nó duyên cho danh sắc, duyên cho danh sắc đó thì nó trở lại lục nhập, xúc thọ là ngay chỗ đó. Tức là một lời nói, một ý nghĩ, những cái tư tưởng nghiệp đó, nó trở lại bằng những cái căn, sáu cái căn của mình đang trực hiện ngay hiện tại, rồi lại tiếp nối một cái chương trình tạo cái nghiệp mới, ái thủ hữu. Nếu mình thấy thức duyên danh sắc đây là một cái pháp bất thiện, nó trở lại bằng cái những cái căn của mình và đưa tiếp tục bằng một cái sự hành động, thì cái hành động này là nó tiếp nối cái hành động, cái nghiệp cũ. Thì bây giờ mình là người tu tập, mình phải nhìn thấy trách nhiệm của mình là như thế nào, thì mình xử lý. Cái người tham, người phàm phu thì chạy theo một cái sự nắm bắt danh lợi gì đó, còn một người tu tập bên mình thì muốn gạt bỏ tất cả những cái sự nắm bắt của cái hữu, thì tùy theo cái mức độ tu tập, tùy theo phàm phu hay bậc cửu hầu bậc thánh, thì cái tâm hành nó diễn biến ra như vậy. Thì để mình thấy rằng những cái điều này nó đang thể hiện ngay trong cái tâm thức của mình. Nếu mình nhìn thấy rõ ràng như vậy, thì mình nhờ cái chánh tri kiến, nhờ nhận thức được, có chánh niệm liên tục, và biết được cái thiện pháp, biết được cái nhiệm vụ mình phải làm, biết cái điều thích ứng, tăng ý như lý, thì mình có thể là gột sạch những cái phiền não bằng cái thọ, diệt thọ, diệt cái những cái thọ mà nó dính mắc nhiều. Thì một ngày nào đó thì mình thấy cuộc sống mình nó dễ dãi lắm. Nếu là giàu có tham sân gì mình nên biết, nên biết, thì những cái cảm thọ gì phát sinh lên á, mình cố gắng tác ý, không có nắm bắt nữa, đừng để cho cái tâm nó vận hành. Tức là ý thức giới á, nói chung là ái thủ hữu. Ái thủ hữu là cái ý thức giới, còn thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là những cái lỗ tâm. Nó là như vậy. Quý vị nhìn bản này và nhìn cái lỗ tâm và lỗ ý, quý vị sẽ thấy lý do mình tại sao mình đối xử như vậy. Cho nên nếu mà quý vị thấy được như vậy đó, quý vị tư duy, phải tư duy một thời gian dài rõ như vậy. Tôi cũng tư duy lâu lắm rồi, cho nên nhiều khi tôi nói chuyện với quý vị đó, có những lúc quý vị nói đi học tu tập mà nói trên live này là quý vị nói thấy bao nhiêu bậc thánh đó, tôi rất là bức xúc là ngay chỗ đó. Đúng ra tôi vì thương những cái người mà không hiểu, không thấy rõ như vậy á, nói như một cách là một bậc thánh á, tôi ý của tôi muốn nói là như vậy, khó thấy nhìn những điều đó lắm. Thì sau khi tôi trình bày như vậy đó, thì quý vị thấy thức danh sắc nó đang thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cái tâm mình nhìn thấy đó là thức duyên danh sắc đó. Những cái gì là cái nghiệp nó trả lại ngay chỗ đó liền, ngay mình sống. Và khi cái tâm mình hành, tức là mình đang vận hành một cái nghiệp mới, nó liên tục xây dòng như vậy. Mà mỗi một cái sự vận hành của mình đó, nó đều liên quan đến ba cái phiền não lưng và hai cái nghiệp lưng. Cái hành đó là cái sự chấp thủ đưa đến cái nghiệp. Ba phiền não lưng đó là cái ái thủ, thọ ái thủ. Cái gì mình nắm bắt là hãy hành động, mà hành động của mình đó là do cái nghiệp cũ. Mà cái nghiệp cũ mình đó đưa tới cái quả mà mình lại nữa, lại tức là vô minh ái thủ, thì cứ việc như vậy thôi. Nó xây vào mình khổ hết kiếp này kiếp khác là như vậy. Đó, thì cái mà mình nhận thức được là cái quả, cái tâm ý thức giới của mình đó, cái sự mình hành động mình muốn làm đó là tạo cái nghiệp mới. Cái nghiệp mới này có thể chuyển hóa từ một cái nghiệp bất thiện trở thành thiện, mà không khéo á, thì dầu bất thiện cũng trở thành một bất thiện hơn nữa, hoặc là thiện nó trở thành một cái điều bất thiện hơn nữa. Thì khi quý vị nhìn thấy rõ những điều này đó, thì quý vị nên
nên tự tin mình, cố gắng mình làm, không có do cầu nguyện ở đâu được hết, chính mình làm. Mình làm những hành động rất là nhỏ, bố thí trì giới, những cái điều gì rất là nhỏ, bố thí những người ăn xin ở ngoài, giúp đỡ những người ở ngoài, không phải đợi chờ một cái việc gì lớn hết. Thì quý vị làm những cái điều đó kêu bằng ba la mật, cái gộp nhặt những điều nhỏ, thì nhờ những cái điều đó đó tâm mình nó bớt tham, bớt tham, chứ không phải đợi quý vị mình làm cúng dường lớn này kia nọ, thì sự thật ra nó cũng liên hệ cái tham. Quý vị muốn làm một việc cái phước lớn lắm đó, thì tôi trình bày ở đây về cái phần thức duyên danh sắc á, nó rất là nguy hiểm ngay trong cái cuộc sống của mình. Nếu mình nhìn thấy được, mình để ý thì mình có thể thay đổi được cái đời sống của mình, thấy một cuộc sống nó có vẻ là được an vui hơn. Thì tôi xin dừng lại. Một phần. Dạ, ví dụ anh nói cái chỗ mà bố thí, thí dụ á, mình cái tâm mình khi mà mình muốn bố thí những cái gì nó đến với mình, điều hữu hay đó, cái cơ hội đến, vì dù lớn hay là dù cái việc đó là bố thí lớn hay việc nhỏ gì, nhưng mà khi đó mình hiểu theo những cái lời của Phật dạy á, thì ngay cái chỗ này dù cái gì nó đến hiện hữu, mình thấy cái tâm mình nó có sự hoan hỷ lên. Chứ mình không có mong đợi làm cái gì lớn để nó đến với mình hết. Mà dù nó đến với mình hiện tại, nay sát na, dù cái bố thí nó dù lớn hay nhỏ hiện tại, khi mà cái tâm mình nghĩ lên thì mình bố thí ngay tại đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái tâm mình bố thí để mà diệt cái lòng tham. Mà cái lòng tham này thì mình đã diệt được cái lòng tham, thì mình cũng hướng cái tâm là những cái chuyện gì mình làm, bất cứ những cái gì cũng được, bố thí trì giới nhẫn nhục trong cái 10 cái thập thiện gì đó, thì Ngọc Chân nó hiểu đại tái như vậy. Mình làm những cái gì cũng được, mà cái phần nào cái gì nó đến mình cũng vẫn làm, nhưng mà cái tâm mình đã đặt có một cái tâm hướng đến giải thoát những cái tham sân si, để mình diệt những tham sân si lần lần, rồi mình cứ tới cái tiến bộ hơn, thì mình cứ đặt cái tâm đó mình làm, thì cái đó nó có trở ngại gì cái việc bố thí của mình. Nhưng Ngọc Chân nghĩ như vậy. Chứ còn cái vụ lớn mà mình đâu có nói mình bố thí, mình đi tìm, mình cứ như tâm mình hướng là tôi muốn đi bố thí những cái việc lớn, để cái việc lớn này thì nó giúp cho tôi được cái gì, đạt được cái gì, nó nhanh hơn. Cái đó mình đâu có nghĩ có cái tâm của mình khỏi đến đó được. Tại vì mình cũng hiểu mà mình nghĩ là mình làm bất cứ những cái chuyện bố thí lớn nhỏ nó đến ngày đó thì mình cái việc mình không nghĩ mình làm. Mình làm mà mình nghĩ cái này, những cái điều này làm là mình để giải thoát những cái tâm khô phiền não, cái tâm ô uế của mình diệt bớt từ từ, mình hướng tâm đến cái cung đường đó, thì nó có trở ngại gì thì anh giải thích. Tôi thì nói chị biết là cái đó không có trở ngại gì hết, tôi nói không có trở ngại, tùy theo cái tâm của mình, nhưng mà những cái gì mà mình có dính mắc á, thì mình nên nhìn thấy có dính mắc hay không thôi. Thì tôi muốn nói là quý vị nghèo, quý vị đừng có quan niệm là không có bố thí được. Ngày nào quý vị cũng có thể bố thí được. Quý vị đi ra ngoài đường, quý vị đi bây giờ ngay ở đất Mỹ này, quý vị vô ngay chỗ Walmart, những cái shopping đứng dài dài có người đứng, những cái cơ quan hội khác, những cái tôn giáo khác họ xin tiền, quý vị thấy có tiền quý vị bỏ cho họ. Các vị có thể đi xin dọc đường, đúng nhân viên quý vị có tiền quý vị cho, cứ việc nghĩ như vậy thôi. Chứ không phải đợi làm một việc lớn mà quý vị thấy những người như vậy quý vị không, quý vị sanh tâm không làm biến, không lo kiếm việc làm ăn rồi hút, thì quý vị đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ như vậy đó. Bây giờ quý vị con cháu dạy nó nghèo khổ, giúp nó, dạy nó giàu, nó như thế nào mình cũng lần lượt mình giúp nó, chứ không phải đợi một cái việc lớn. Mình có nhiều người làm việc từ thiện rất là lớn, nhưng mà những việc nhỏ đó tại không có thích làm. Ý tôi muốn nói là có cái sự phân biệt như vậy. Thì cái việc mình làm nhiều điều thiện á,
nó quý vị thấy gặp nhân duyên là cái việc làm, nói gì vậy thôi, tùy theo cái tâm của mình. Đó, thì chính nhờ những cái việc nhỏ quý vị trong sống trong gia đình, vợ chồng con cái nó có nhiều cái chỗ không hợp, nhịn nhục với nhau, sửa đổi với nhau, chứ không phải kể cả vợ chồng bệnh ai nấy sống theo cái lối sống riêng của mình, không phải như vậy. Nếu mình như vậy đó thì mình đi xuất gia còn hơn, để như vậy thì mình làm phiền người khác, đặc biệt là như vậy. Cho nên khi một vị thánh đã tới mức độ A-la-hán thì các ngài không có sống trong gia đình là lý do cho đó. Chứ mình chưa có gì mà mình sống trong gia đình mà mình phân biệt tách rời, sống đi ra đi vô như là mặt trăng mặt trời hay là con cháu, như vậy đó, nó càng ngày nó càng tạo cái nghiệp của mình và tạo cái điều bất hạnh cho những cái người chung quanh của mình. Mình phải bố thí trì giới, tinh tấn, tha thứ, từ bi hỷ xả bằng cách chân thật, không phải vì cái sự chấp thủ. Thì điều đó là tự mình biết thôi. Đó. Thì nhờ cái quân tập mình tu tập đúng thì mình thực hành đúng. Còn không thì mình cũng bị thiên chấp. Mà khi bị thiên chấp thì có cái chú thức. Cái thức chú nó là một cái thiền đạo. Đó thì mình, tôi chỉ nói sự thật vậy thôi. Tôi hàng ngày tôi bao giây những cái phiền não gì đó. Những cái điều đó đâu phải làm hết. Từ trong gia đình phải làm hết, đó, chuyện gì cũng phải làm. Chính tôi trong gia đình nè, sống như vậy nhưng mà phải giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông, người đàn bà làm việc, cái gì cần thiết cũng phải giúp. Người đàn ông làm cái gì, người đàn bà cần thiết cũng giúp. Mỗi người thấy một việc gì làm, cái việc làm, con cháu cũng vậy, đó cũng vậy. Nó không nghe mình cũng phải nói nó nhiều lần, dùng một cách những điều phương tiện để mà giúp đỡ nó. Rồi mà nó không nghe thì để cho cái thời gian nó trả lời nó. Nó vậy thôi. Thì mình đừng có tạo những cái nghiệp gì khác hơn. Mà những cái điều gì thiện mình thấy làm được rồi, cái việc làm mình không có mong cầu một cái điều gì hết. Thì sự thật là mình sống được như vậy thì mình thấy rất là thoải mái, không phải đợi chết đâu. Mà mình được sanh về này kia nó không có đâu. Mình bây giờ chỉ xong cái kiếp sống này là mình thấy là an vui hạnh phúc rồi. Rồi kiếp sau mình tính sao mình không cần biết. Rồi vậy. Sa thú mời quý vị. Dạ, mời chị Sinh Nga nói trước khi mình hoàn lễ. Chị Sinh Nga, cái phần mình và còn hành với vô minh mình cần nói thêm một chút xíu đi chị Sinh Nga hả? Hay là mình... em thấy hành với vô minh với lậu hoặc mấy cái đó là cái mà rồi khỏi cái nó là cái gốc. Thì ra mình thôi. Có thể mình thứ năm mình nói đi anh. Bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ năm. Ủa đi thứ năm gì? Thứ bảy ra tuần sang. Thứ bảy. Là thứ bảy nha. Thứ bảy. Thứ bảy. Thứ bảy mình nói hết cái phần thứ bảy rồi. Thì khi mình học một bài pháp, thật ra là mình cái pháp nào mỗi cái pháp nó đều quan trọng hết, đều nếu mình hiểu càng nhiều càng tốt để hiểu rõ hơn thì tốt. Dạ đúng như vậy thì tại quý vị không có đóng góp những cái phần này, quý vị đóng góp thì nó rất là dài, nó rất là bổ. Dạ hết giờ cái chú à, tuần sau có không nói chuyện mỗi phần á là quý vị nói là nó dài lắm, có nhiều điều để học lắm. Thì để thứ bảy mình sẽ nói về cái phần vô minh và lậu hoặc, cái phần này rất là quan trọng đó. Thì cái phần mà nói từ quần nó chia trẻ rất ấy, nhưng mà nói thì hiểu, nhưng mà nói lại chia trẻ thì nó khó. Nhưng mà chị thấy hiện đại nó khỏi cái gì thì mình ngay cái đó rồi để mình tập cho thôi, chứ còn anh nói nó nhiều quá, nhiều khi không có nhớ. Tôi chia trẻ nhiều quá đó, tại như vậy cái gì không có nói, thành thử quý vị không có thấy rõ pháp. Quý vị nó có cái giai đoạn, quý vị học, quý vị hiểu, quý vị trình bày, rồi lần lượt quý vị mới có nói, nó có liên tục, nó có này kia. Tôi lúc đầu tôi sinh hoạt quý vị tôi cũng nói vậy, mà bây giờ tôi cũng quên, bắt đầu trí nhớ cũng quên. Nhiều khi những danh từ rất rõ tự nhiên nói như này trở lại cái khác là nó quên, nó lộn xộn chút xíu mình biết, phải không?
Thôi để quý vị nghỉ nha quý vị ha. Thì thứ bảy mình gặp lại. Dạ. Rồi mời quý vị. Sa thứ sa thứ sa thứ. Mời quý vị. Chúng con xin chia điều phước báo tu tập này về chư thiên thiên cổ trời thiên như thiện thần chư Phật đồng điều phước báo nhau cả thể. Chúng con cũng xin chia điều phước báo tu tập này về các bạn tu tập trên live tham vào vũ trụ các bạn tại thượng của những thiên số lâu vui hạnh phúc. Con xin chia sẻ lòng nhận từ nào. Chúng con xin hồi phước báo này nhờ bà cha mẹ trong vào vũ trụ có giảng nhiều lời những kiếp của chúng con. Được bà sanh phản đạo thượng bảo những thiên số lâu vui sống và phải có tu tập để đổi nhận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú. Kính chào. Dạ, xin chào tất cả. Con kính chào, sa thú. Cô chú à, con kính chào. Dạ, sa thú. Dạ. Mời ông Tùng Đức. Dạ, sa thú. Dạ.